Em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha. Video này em sẽ chia sẻ cho anh chị mình một cái kèo là chúng ta đào RI, cái đồng là USDT anh chị nha. Và một ngày là chúng ta đào sẽ được 0,5 cái đồng USDT đúng không ạ? Thì đây là cái dạng chúng ta đào trên cái web nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đăng ký và em chia sẻ anh chị cái cách tạo tài khoản cũng như là chúng ta đào. Khi anh chị đặt cái min thì chúng ta sẽ rút nha anh chị. Đối với kèo này là chúng ta không nên để nhiều nha, tại vì mình không biết là nó sẽ là ngừng lúc nào. Rồi anh chị khi xem cái video của em á, cũng như những cái dự án khác, chúng ta vào trong hai cái phần. Một là trong cái phần tin nhắn đã ghim, hai là trong cái phần mà trong mô tả của video. Em có để cái link hen thì mình nhấp vào đó mình đăng ký nha anh chị. Rồi khi anh chị nhấp vào cái link thì nó sẽ hiển thị như thế này anh chị nha. Đây, cái việc đầu tiên là anh chị nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải nè. Anh chị mở bằng cái chữ là mở bằng trình duyệt cho em hang ở đây. Rồi anh chị chọn cái chữ dịch. Còn nếu như không thấy thì mình vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải, chọn cái chữ dịch cho em. Làm gì làm, lấy cuốn sổ nhật ký ra ghi cho em là cái chữ là pre-USDT web ha. Đào miệng đào pre-USDT. Sau đó ghi cho em là cái Gmail, cái mật khẩu, và đặc biệt á, là anh chị lấy USDT ở cái mạng lưới nào, bên cái ví nào thì ghi rõ ra để tránh tình trạng sau này chúng ta quên ha anh chị nha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu chia sẻ anh chị. Trước tiên á, là mình sẽ nhập cái địa chỉ USDT bất kỳ mạng nào. Thì ở đây anh chị có thể lấy trên cái mạng, trên cái ví Chainwallet hoặc là MetaMask ha. Còn trên các sàn á, thì thực chất ra là em không biết được hay không, nhưng mà em nghĩ chắc có thể được nha anh chị ha. Nhưng mà tốt nhất hai cái ví thông dụng, một là Chainwallet, hai là MetaMask, anh chị cứ làm, cứ lấy đó cho em ha. Bây giờ em sẽ vào cái ví Chainwallet của em này. Đối với kèo này thì anh chị cũng không nên là dùng cái ví chính nha. Anh chị nên trong cái ví Chainwallet chúng ta có thể tạo được rất nhiều cái ví phụ. Anh chị vào cái chữ cài đặt phía dưới bên phải nè. Các ví nè. Anh chị có thể nhấp vào cái dấu cộng phía trên bên phải để chúng ta tạo thêm những cái ví mới nha. Và anh chị khi tạo nhớ lưu cho em cái cụm mật khẩu để sau này chúng ta vào cái ví nha. Ha, em khuyên là nên dùng cái ví phụ. Rồi em sẽ dùng cái ví phụ này. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái USDT của cái mạng, bất cứ cái mạng nào thì anh chị có thể dùng cái mạng của BNB Smart Chain, Tron, Polygon ha. Đó là một số cái mạng. Đừng có lấy cái mạng Ethereum nha, cái mạng này cái phí ra nó mắc lắm, anh chị đừng có lấy. Rồi anh chị sẽ trên cái ví Chainwallet chúng ta vào cái ba hai chấm tròn phía trên bên phải, gõ cho em cái chữ là USDT. Anh chị sẽ thấy nè, USDT ở đây nó sẽ hiển thị rất là nhiều cái mạng lưới. Ở dưới đây nó có chữ BEP20, tức là nó chạy trên cái mạng lưới là BEP20 BNB Smart Chain. ERC20 là cái mạng Ethereum, tức là ETH cái phí cao. Rồi TRC20 đây là cái mạng tròn ha. Em sẽ lấy của BEP20 này đó, em nhấp vào đây. Rồi em sẽ nhấp vào cái chữ nhận. Em nhấp vào cái chữ sao chép. Sau đó em về đây. Em dán vào. Làm gì làm nhớ ghi cho em là cái địa chỉ USDT mạng lưới BNB Smart Chain của cái ví chết với lạch, ví phụ, ví 1, ví 2 gì đó nha anh chị. Cái tên tài khoản này thì anh chị đặt thoải mái, làm sao cũng được hết á, nhưng mà quyết liền cho em ha. Cái email này thì nhập cái email mà anh chị muốn sử dụng nha. Đó. Quan trọng cái mật khẩu. Thì như em nói đó, là mật khẩu phải có chữ hoa, chữ thượng số và ký tự đặc biệt là ít nhất 8 ký tự trở lên cho em nghe anh chị. Wow. Đó. Bây giờ em sẽ nhập cái mật khẩu vào ha. Rồi cái dòng 1 là chúng ta nhập cái mật khẩu, cái dòng 2 là chúng ta xác nhận cái mật khẩu nghe anh chị. Đó. Tiếp theo đó anh chị nhấp vào cái ô vuông nè, tôi là con người, để chúng ta check không phải là robot. Ở đây họ kêu là vui lòng nhấp vào từng hình ảnh có chứa một con sư tử đang mở mắt, thì chúng ta xem con sư tử nào đang mở mắt thì chúng ta tiếp vào. Nhấp vào cái chữ kiểm tra. Có cái tích xanh là ok ha. Sau đó anh chị nhấp vào cái ô vuông nè, tôi đồng ý với chính sách bảo mật. Anh chị nhấp vào đăng ký. Đó. Rồi. Bây giờ họ kêu mình là đăng nhập, anh chị chọn cái chữ dịch nè. Ha. Bây giờ anh chị sẽ chọn đăng nhập. Thì cái địa chỉ ví nè, cái mật khẩu nè, anh chị nhập lại một lần nữa nha anh chị. Anh chị chọn lưu đi ha, chọn lưu đi. Đó, thì nó sẽ tự động như thế này nha anh chị. Rồi anh chị nhấp vào cái mục tôi là con người nữa.
tiếp tục xác minh nữa. Con sư tử đang mở mắt thì chúng ta chọn nè. Con thứ xanh là ok, anh chị nhấp vào cái mục đăng nhập cho em. Anh chị nhấp vào cái chữ chặn nè. Anh chị nhấp vào cái chữ hủy nè, là đừng có cho nó thông báo gì hết trơn á. Chọn dịch nè, ở đây nó có những cái quảng cáo nha anh chị. Thường thường web nó sẽ có quảng cáo nha. Chúng ta xóa nó đi. Đó. Rồi ở đây em sẽ chia sẻ từ đầu đến cuối luôn. Cái bảng điều khiển là cái bảng tổng thể trong cái web này, nó cũng đơn giản lắm anh chị. Cái hai cái tiền gửi này nè, thì khi anh chị nhấp vào quảng cáo, nhấp vào nó sẽ đưa mình tới một cái mục quảng cáo ha. Chúng ta xóa cái đó đi, chặn nó nè, quỷ nè. Đó. Thì cái tiền ở đây á, em nói trước tiên em sẽ review trước đi ha. Cái bảng điều khiển trước. Đây là cái bảng điều khiển, em chọn chặn nó nè, em chọn quỷ nữa nè, đừng có cho phép gì hết nha anh chị. Xóa nó đi. Ở đây nè, anh chị sẽ thấy nè, cái khai thác mỏ, cái tốc độ đào của em hiện tại là như thế này ha. Cái sức mạnh băm là 1000 GH trên 1 giây. Đó, thì anh chị thấy cái số lượng ước tính chúng ta đào được là một ngày chúng ta đào được khoảng là 0,5 USDT. Ở đây họ kia chúng ta nhấp vào cái Telegram để nhận thêm, anh chị nhấp vào cái chữ Telegram cho em. Nó sẽ qua một cái trang mới nữa. Chúng ta sẽ xóa phía dưới này đi. Đó. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái chữ là xem trong Telegram. Chúng ta chọn mở bằng Telegram ha. Sẽ đưa mình đến cái nhóm của họ. Ở đây anh chị join nè. Anh chị thả tim nè, hoài cái cho em ha, để xác thực cái tài khoản của mình kiểu như vậy đó. Rồi anh chị quay trở lại. Quay trở lại một bước. Đó. Anh chị nhấp một cái chữ khối nè. Xóa nè. Nó quảng cáo tương đối là cũng thường xuyên. Rồi ở đây nè, cái việc đầu tiên là anh chị sẽ biết được là mình đào một ngày là 0,5 USDT. Thì 10 ngày chúng ta sẽ được là 5 đồng. Và cái min gút của nó là 5 đồng nè. Bây giờ em sẽ tiếp tục chia sẻ nè. Cái tiền gửi vào là anh chị gửi vào đây, cũng như là ai muốn tăng cái tốc độ đào thì gửi ha. Nhưng mà cái này là em không có khuyến khích nha. Mấy cái này là không có khuyến khích. Cái hai gút chúng ta nhấp vào cái gút nè. Xóa nữa nè. Ở đây cái min gút tối thiểu là 5 USDT cộng với 0,5 phí. Như vậy anh chị muốn gút được là chúng ta phải có 10,5, mình phải có 5,5 USDT mình gút ha. Ở đây nè anh chị. Nè ở đây có nè. Thì khi anh chị gút, anh chị nhập cái số lượng vào đây nè. Đó, có bao nhiêu gút bao nhiêu ha. Rồi. Em có 10 thì em sẽ gút, nhấp vào gút tiền ngay. Đó, thì khi nào mà em đạt á cái min gút á, em mới chia sẻ anh chị được. Còn bây giờ thì cũng mới đầu à ha. Rồi anh chị có thể kiểm tra xem trong cái mục là lịch sử tiền gửi là chúng ta gửi vào đây bao nhiêu, rồi chúng ta rút ra bao nhiêu. Rồi cái giới thiệu nè, cái đăng sức nè. Một người em nghĩ là có thể một tài khoản thôi ha. Còn nếu như anh chị nào mà có khả năng á, thì chúng ta có thể tạo được nhiều cái tài khoản để chúng ta có thể tăng cái tốc độ đào. Rồi bây giờ em sẽ quay trở lại cái chỗ là giới thiệu. Xóa nó đi. Đây là cái link giới thiệu của anh chị sao chép rồi chia sẻ cho bạn bè. Thì cái chỗ giới thiệu này nè, em cũng chưa có nắm rõ là mình sẽ nhận được cái gì, bao nhiêu phần trăm hay là tăng tốc độ đào bao nhiêu nha anh chị ha. Khi anh chị giới thiệu được nó sẽ có đây, và nó sẽ có hiển thị cái tốc độ đào của mình ở đây. Đó. Thì em nói sơ qua, cái kèo này cũng như là một cái dạng là kèo là tiền nhanh. Tức là khi chúng ta đạt cái min gút là chúng ta gút nhanh, đừng có để mà cho nó nhiều nha. Tại vì mình không biết là nó sẽ ngừng khi nào. Thường thường những cái dự án này nó sẽ trụ được 1 đến 2 tháng. Nếu như có người ta đầu tư vào nhiều thì nó sẽ tiếp tục kéo dài thời gian. Còn nếu như ít là nó sẽ kiểu như nó cạn cái vốn, hoặc là nó thấy không có khả năng ăn được nhiều thì nó sẽ ngừng nha anh chị. Nên là em khuyến khích chúng ta nên làm RE, kiếm tiền cà phê hay là tiền này kia cũng được anh chị nha. Còn anh, cái việc mà anh chị nào giỏi cái mảng tiếp thị á, có thể lấy link chia sẻ lên những cái nhóm mạng xã hội khác để xem sao nha anh chị ha. Đó, thì em sẽ cập nhật khi nào em đạt cái min gút nha mọi người. Rồi anh chị làm đi, có gì không rõ thì bình luận phía dưới nha. Em sẽ trả lời cho mọi người trong cái khả năng của em. Anh chị lưu ý nè. Anh chị nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải, chọn cái chữ là thêm vào màn hình chính ha, hoặc là có cái chữ cài đặt ứng dụng gì đó, chúng ta nhấp vào đó. Đó, ở đây thì chúng ta có thể là thay đổi tên hoặc chúng ta xóa bớt đi. Đó, em để như thế này. Anh chị nhấp vào cái chữ thêm nè. Là lúc này nó sẽ nằm như cái dạng app trên cái màn hình của mình á. Đây.
đang đào đừng có đăng xuất ra nghe anh chị. Anh chị đăng xuất ra là nó sẽ ngừng đào đấy. Rồi em xin phép dừng cái video tại đây nha. Rồi anh chị làm đi ha, có gì không được thì em sẽ trả lời cho anh chị nha anh chị. Để em vào cái dashboard này cái. Xóa quảng cáo đi anh chị. Rồi cái tốc độ đào của em là 1100 GH trên giây ha.